đi chợ một ngày ăn cả tuần lâu lắm rồi mới đi chợ lại á, tại vì bình thường toàn là ở nhà order đồ ăn về thôi, nhưng mà bữa nay thì ăn giặt quá cho nên là phải ghé ra ngoài chợ để tận hưởng cái không khí ăn giặt ngoài chợ, uhm, cái chè bánh canh ngọt này nè, lâu lắm rồi tôi mới ăn lại á, cái sợi bánh canh nó thì nó dai nó thơm mà nó ngọt nữa, nhưng thật ra là tôi không thích ăn nước cốt dừa mà tại vì cô bán á, cũng còn cái ly làm sẵn thôi, nên thôi kệ quất luôn, thèm quá rồi còn lựa chọn gì nữa, mà đang ăn ngọt tự nhiên cái nó thèm cái gì mặn mặn nha, nhìn sang quán đối diện trời ơi một quán bánh mì chạy qua liền, qua tới nơi thì mới phát hiện ra đây không phải bánh mì nha mọi người cái này là chả à thì ra đây chính là quán chả tường vi nổi tiếng sài gòn hèn chi nhìn đâu đâu cũng thấy chả hết rồi còn có khô gà khô bò rồi bánh ướt rồi bánh cuốn rồi bánh dày nữa trời ơi, cái gì mà quá trời vậy trời đáng lý là tính vô mua cái bánh dày về ăn thôi mà đứng một hồi trời ơi, toàn là khách tới người ta mua quá trời luôn ai cũng mua hở mấy cái chả hết mà toàn là khách quen không nha cho nên là tôi xác định quán này ngon phải mua liền mà tôi có mua gì nhiều đâu mỗi thứ có một ký à ở sài gòn có một mình gì đó nhưng mà được cái bạn bè nhiều thôi kệ ăn hết thì chia cho nó bớt rồi với đóng đồ ăn mua ở chả tường vi thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm bảy món ăn sáng nhanh gọn lẹ thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan chăm ngoan mà ăn sáng lâu là cái rôi vô trong đít liền muốn ăn sáng nhanh là ngoài bánh dày ra không còn cái gì hết trơn á chỉ có hai cục bột nếp rồi kẹp cục chả lại rưới muối tiêu lên vậy cho đó mà nó ngon giả man nha nhất quỷ nhì ma thứ ba là ăn bánh cuốn tôi thấy tự mua về chế biến như vậy nè nó ngon với lại rẻ hơn nhiều so với ngoài quán nha chứ bây giờ đi ra ngoài quán bánh cuốn nó mua hộp bánh cuốn hai mươi ba chục đâu có được nhiều chả như vậy đâu mà đây về chả này ngon nha chả sụn chả da rồi đủ các loại chả luôn thứ tư là thứ bốn mà vì bốn tôi ở quê bán bánh tráng thế cho nên là tôi sẽ Ăn bánh tráng cuốn hành phi với lại khô gà <laughs> Trời nó dai nha Mấy bà ăn nhớ ăn bánh tráng phơi xương nha Tôi ăn bánh tráng phơi nắng <laughs> Ê nhỏ lớp trưởng tới thứ năm tuần này cậu có bận cái gì không Dạ cũng không biết nữa có chuyện gì không nhóc Ý là rủ ăn khổ quà trà bông cho vui mà chứ lỡ mua nhiều trà bông quá trời và ăn không hết nè Mà nó nghe này trà bông là tôi mua chỗ Tường Vi Còn cái khổ qua là tôi mua với siêu thị nha mấy bà Trời mấy bà mà tới chỗ bán trả một khổ qua chắc tôi chết à thứ sáu máu chảy về đâu thì không biết chứ mồ hôi là phải chảy về nách mà về nách thì nó chua mà chua thì nhớ tới nêm chua nướng rắc thêm xíu hẹ rồi chấm muối tiêu chanh trời ơi ta nói nó thơm mà nó ngon ai mà nói nêm chua có gì đâu mà ăn thì nướng lên đi nha nướng lên đi rồi nói chuyện đây là cái món ăn vặt mà ngày xưa đi học có chiều nào tôi cũng phải ghé bờ kè để ăn nha không ghé ăn là tôi chết rồi thứ bảy hết đồ ăn rồi ăn năn sám hối đỡ đi